tảng đá cứng đầu trong tâm. Điều ngăn cản chúng ta khám phá và sáng tạo chỉ là chướng ngại trong tâm lý và tảng đá cứng đầu trong tư tưởng của chúng ta. Trước đây, trong vườn rau của một hộ gia đình có tảng đá lớn nằm trình hình ở đó, chiều rộng khoảng chừng 40 cm, chiều cao cũng khoảng 10 cm. Ai đến vườn rau nếu không cẩn thận thì sẽ vấp phải nó, nếu không té ngã thì cũng bị trầy xước. Người con trai hỏi: "Ba này, sao chúng ta không đào tảng đá đáng ghét đó lên rồi chuyển đi chỗ khác?" Người cha trả lời rằng: "Con nói đến tảng đá đó ư? Từ thời ông nội của con cứ để mãi cho đến tận bây giờ, thể tích của nó lớn như thế, không biết phải đào đến lúc nào mới xong. Thay vì nhọc công nhọc sức đi đào tảng đá, chi bằng ta hãy đi đường cẩn thận xong. Thay vì nhọc công nhọc sức đi đào tảng đá, chi bằng ta hãy đi đường cẩn thận một chút, có thể rèn luyện năng lực phản ứng của con." Mấy mươi năm qua, tảng đá này vẫn nằm đó, và cậu con trai năm nào nay đã có con dâu. Một ngày kia, cô con dâu uất ức nói: "Ba này, tảng đá ở trong vườn rau đó, con càng nhìn càng thấy chướng mắt. Hay là hôm sau thuê người chuyển nó đi cha?" Người cha trả lời rằng: "Kệ đi con, tảng đá đó rất nặng. Nếu có thể chuyển thì khi còn trẻ cha đã làm rồi, sao lại để nó đến tận bây giờ chứ?" Trong tâm, người con dâu cảm thấy khó chịu. Tảng đá lớn đó không biết đã khiến cô vấp ngã bao nhiêu lần rồi. Một buổi sáng nọ, cô con dâu xách theo cái cuốc và một thùng nước, đổ thùng nước xung quanh tảng đá, có thể phải đào cả một ngày. Nào ngờ, chưa đến mấy phút sau đã khêu được tảng đá đó lên. Lúc này nhìn kỹ mới thấy kích thước cỡ tảng đá này không lớn như trong tưởng tượng, đều là bị cái vỏ bề ngoài đó che mắt mà thôi. Điều chúng ta cần suy ngẫm, nếu bạn ôm giữ cách nghĩ đi xuống dốc là đi leo núi thì sẽ không có cách nào leo lên được. Nếu như thế, giới hạn của bạn nặng nề và vô vọng. Đó là bởi vì bạn tự nặng nề và vô vọng mà thôi. Bởi vì nếu muốn thay đổi thế giới của bạn thì trước hết bạn cần phải thay đổi tâm thái của chính mình.